Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Học Phật nghe Pháp hành thiền sẽ gặp may mắn, phước báo hồi đáp. Thông cảm là gì? Cảm nhận người đó như thế nào, cho họ điều phù hợp, mọi việc sẽ hanh thông. Bất kỳ khi nào bạn tức giận, cáu gắt, mất bình tĩnh hoặc sợ hãi, hãy nhắm mắt, hít thở vài hơi thật sâu. Khí huyết điều hòa giúp bạn bình tĩnh trở lại. Ví dụ bạn có đứa con cứng đầu. Cứng đầu thì thích nghe lời ngon ngọt, chỉ cần dành tình yêu thương và lời nói ngon ngọt, cả nhà được vui. Không nói được lời ngon ngọt thì cũng không nên dùng lời cay đắng. Đá với đá chọi nhau, vỡ hết. Không ai chịu thông cảm, không ai chịu thông cảm cho nhau thì làm sao có hòa khí, làm sao sinh tài lộc. Người không có lòng thông cảm sẽ sống chung với lửa sân hận của chính mình, không thể chạm tới niết bàn. Người luôn có lòng thông cảm, dù họ ở đâu cũng được xem là phương Tây cực lạc và luôn gặp vận may. Người luôn bất bình với những sự vật xung quanh, dễ cáu gắt, tạo ra khí trường hắc ám ở những nơi họ làm việc hoặc sinh sống, không thể nào có vận tốt. Bất luận giàu có hay nghèo khổ, càng dễ bất bình với người khác thì không thể nào gặp vận may. Một bà mẹ có ba người con, mỗi người con đều có sở thích ăn uống khác nhau. Mỗi lần đi chợ nấu ăn, bà nấu cho rất nhiều món khác nhau để chiều lòng những người con này. Thay vì tỏ lòng thông cảm với mẹ, những người con vẫn không hài lòng về bữa ăn, hôm thì chê mặn, hôm thì chê chua, làm cho không khí buổi ăn không vui vẻ. Vào một ngày nọ, người anh cả có bệnh phải nằm trong phòng, nghe tiếng mọi người trong phòng ăn cười nói và dọn cơm, cảm giác buồn tủi trỗi dậy khi người mẹ mang thức ăn riêng vào tận phòng. Dù có cố gắng hết sức, anh ta cũng không thể nào cảm nhận được mùi vị của chén cháo thịt bằm mà mẹ nấu. Có ngày bệnh như thế, không thể nào cùng mọi người ngồi vào bàn ăn, không thể nào ngửi được mùi vị của chén cháo. Anh ta mới khai ngộ, bấy lâu nay mình quá khó chịu. Người không biết thông cảm không thể nào có được phước huệ, luôn bất bình với những gì xung quanh, thậm chí dễ bình luận lời tiêu cực với những người mà mình lướt qua, bình luận lời tiêu cực với những người mình không quen biết, thế là vô tình gây thù chuốc oán. Khi ta bình luận một lời bất thiện, ta là người đầu tiên thấm nhiễm. Khi ta nói lời chân thiện, ta là người đầu tiên hưởng phước duyên này. Nếu mỗi một sự việc khó chịu là ta lấy một hòn đá ôm vào lòng, mỗi ngày, mỗi tháng ta gom cả tấn đá vào trong lòng, dĩ nhiên sẽ tổn hại đến bộ đồ lòng của chúng ta. Muốn an lạc phải biết buông xả, gom càng nhiều tiêu cực vào tâm trí thì ta càng chìm xuống đáy. Gỡ bỏ những khó chịu, ta sẽ bay lên, vì cái gì nhẹ thì bay lên, nặng thì chìm xuống. Do sinh thần bát tự hay do hoàn cảnh sống khiến bản thân bạn là một người dễ cáu gắt, hãy tu pháp nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn trước những việc mình cảm thấy khó chịu. Nếu ai cũng chấp nhận được trong khi chỉ mình bạn cảm thấy khó chịu thì phải xem lại mình. Hãy tu pháp vô úy, có lòng yêu thương chúng sanh, dùng lời nói thiện lành. Ban đầu có vẻ khó, nhưng việc gì chẳng có khởi đầu. Lắng nghe và thông cảm. Thông là hanh thông, cảm là hiểu được hoàn cảnh, hiểu được đối phương. Lắng nghe, trong đó chữ lắng là dừng lại yên tĩnh, để nghe mới thấu đáo. Lắng lại, nghe, cảm nhận những người xung quanh, mọi việc sẽ thông suốt. Người biết thông cảm là người có phước. Có phước là may mắn. Thật ra, thông cảm được cho người khác là cách bạn thông cảm cho chính mình. Ai cũng muốn mình được may mắn, muốn mình được hưởng phước. Khải Toàn trợ duyên những cách đơn giản, có những cách kiên trì, đa phần theo lời Phật dạy. Các bạn hãy hành thiền mỗi ngày 10 phút trước khi đi ngủ. Hành thiền là nhân, tâm an là quả. Mời các bạn xem video vào mỗi cuối tuần trên kênh Khải Toàn Thiền Định hoặc Khải Toàn Phong Thủy. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.